Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 317 nha quý vị. Ba cây tổng hợp nha. 280k bao ship toàn quốc cho quý vị. Đây có một cây là cây linh sam. Cái này linh sam lá nhỏ nha quý vị. 86 nha. Cái này là cây ghép nha quý vị. Ghép cây gin gì tôi cũng không biết nữa, chắc ghép quá. Cái gốc này gốc sông Hinh nha. Cái này là siêu mini nha quý vị nè. Đó, rồi cái trên là 86 nha. Rồi chắc cây này cây ghép. Rồi giờ tôi cầm trên tay nè, nó nhỏ xíu về nha quý vị. Có cành nhánh đầy đủ hết trơn ha. Đó nè. Đó, nhỏ xíu mình về mua cái chậu khác mình vô nha quý vị. Một cây ha. Cây số 2 là một cây hồng ngọc mai nha. Hồng ngọc mai nhưng mà cây này rất là già nha, uốn éo hết trơn luôn rồi nha. Đang ra trái luôn nữa nè. Đó, thấy không? Cành nhánh đầy đủ hết trơn luôn rồi ha. Hai cây. Cây số 3 là một cây sâm hương, cây này rất đẹp nha, trực lắc nha. Đế đắm nở ra luôn nha quý vị nè. Cục đế với nở ra luôn ha. Có chân cành đầy đủ hết trơn luôn rồi nè. Rồi tổng cộng 3 cây 280 nha. Anh nào quen thì nhận cây trả tiền, còn anh nào lạ chưa mua thì chuyển khoản trước nha quý vị. Để chơi trà xanh lên cho quý vị coi nè. Rồi 3 cây 280k nha. Rồi kết thúc luôn nha quý vị.